Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lại đi câu cá giếc. Thì trước mặt các bác đây chính là cái ao hoang mà lần trước em đã chia sẻ với các bác đấy. Ở đây thì vẫn còn khá nhiều cá giếc, chỉ là cá giếc với rô phi thôi, chứ còn các loại cá khác thì không còn, họ đánh lưới đánh điện hết rồi. Hôm nay em sử dụng cái cần 2m7, cần Goldfish trục 1.0 và thẻo 0.6 nhé. Lưỡi thì lưỡi không ngạnh 0.3. Con giếc đầu tiên nhé các bác nhé. Sắp đôi. Wow. Một rô phi một giếc. Giếc các bác nha. Giếc. Chết rồi, chưa nắp vật. Vâng. Chép. Không nắp vợt, không có dây bảo hiểm nữa các bạn. Phê vào đây.
trục vớt thành công. Vào đây. Vào đây. Câu nữa 0.3 cũng hơi căng các bạn. Gặp phải chép 6-7 nặng là cũng hơi căng đấy. Bên này em cơ cần 2m7 nữa, đâm ra không có dây bảo hiểm. May là vẫn lên được. Riêng các bạn một con mương sốc, một con rô này, mương ở dưới chắc nhiều lắm, giật hay sốc. Nắng quá các bạn, em phải vận thêm cái áo chống nắng rồi về để đem thui. Rô. Phải thay cái cần khác các bạn. Cần 3m6 này vào. Chứ 2m7 bây giờ cái chỗ này nó bị mắc. Cái gì đây? Này vào hàng được các bạn. Rupi. Rô. Chạy đi thế. Rất đẹp các bác nhé. Chạy phê tít.
À, chạy phê cơ. Riếc. Mặc vọng phải mặc vọng. Chạy tít thế. Đây, sắp đôi. Sắp đôi các bạn. Sắp đôi. Ronaldo. Ronaldo. Chạy tít thế. Diệp. Bạn nhìn con giếc này, giếc nai đuôi dài. Việc What? Em cho các bác xem thành quả của bữa cơm hôm nay nhé. Rất là gì đó, nấu dưa. Con này đây. Ờ, chấp vàng, chấp
thả đâu nhỉ? Anh Hoa. Nhưng mà đéo có gì đựng nhỉ? Đây thả về. Có mấy con thì hai ba con. Nó có gì đựng? Là cái túi bóng. Sợ chết. Đây nữa này. Cái này em câu lưỡi không nặng nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Biết là không quan trọng là anh nó về nó có bị gì không? Về nhà.